Xin chào các bạn, mình là Sơn Thảo. Trong thời đại công nghệ như hiện nay, nếu như các bạn chưa kinh doanh online thì có lẽ các bạn đang bị tụt hậu so với thời đại. Kinh doanh mỹ phẩm online hiện đang rất phát triển, từ những cô cậu học sinh, sinh viên, những bà mẹ bỉm sữa hay là ngay cả những người nội trợ, những người trung niên cũng có thể kinh doanh mỹ phẩm online. Làm giàu từ việc kinh doanh mỹ phẩm online là mơ ước của rất là nhiều người và số lượng thu nhập hàng tháng lên đến hàng chục triệu đồng cũng là con số đáng mơ ước. Vậy thì tại sao việc kinh doanh mỹ phẩm online lại có sức hút lớn đến như vậy? Thứ nhất, bởi vì nhu cầu làm đẹp là nhu cầu của tất cả mọi người chúng ta, đúng không nào? Và đặc biệt là phụ nữ. Và ngày nay, khi mà chất lượng cuộc sống ngày một được nâng cao, thì nhu cầu làm đẹp của chúng ta cũng ngày một phát triển vượt bậc. Thứ hai, khi mà các bạn kinh doanh mỹ phẩm online thì các bạn rất là dễ bán hàng. Chỉ cần chúng ta am hiểu về mỹ phẩm và đặc biệt là am hiểu về chất lượng, mục đích của nó thì các bạn có thể dễ dàng thực hiện được công việc này. Và thứ ba, nguồn hàng vô cùng dồi dào, phong phú, đa dạng và các bạn luôn được trợ giá tốt từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, 2/3 người khởi nghiệp từ kinh doanh mỹ phẩm online thì lại không thu hút được khách hàng, lại thất bại hay thậm chí là phá sản. Và chỉ một số ít trong số đó là đạt được thành công và đạt được số lượng thu nhập hàng tháng là hàng chục triệu đồng và trở thành những ông chủ bà chủ mà thôi. Vậy thì bí kíp kinh doanh mỹ phẩm online của họ là gì? Ngày hôm nay, Sơn Thảo sẽ chia sẻ cho các bạn bí kíp kinh doanh mỹ phẩm online hiệu quả và cụ thể là kinh doanh online mỹ phẩm Cosu. Kinh doanh mỹ phẩm online, đặc biệt là Cosu thì các bạn sẽ không cần nhiều vốn. Trong thời gian đầu thì các bạn có thể đợi khách hàng đặt hàng, sau đó các bạn đi lấy hàng và giao cho khách. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được số vốn ban đầu của các bạn. Về sau thì khi mà chúng ta đã có kha khá được một số tiền thì các bạn có thể tự tin mà lấy hàng về để sẵn. Và khi kinh doanh mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm Cosu, thì các bạn sẽ yên tâm về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Bởi vì mỹ phẩm Cosu xuất phát từ Hàn Quốc và làm từ những nguyên liệu thiên nhiên quý được những chuyên gia hàng đầu kiểm định, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Và tiếp đến, khi kinh doanh mỹ phẩm Cosu thì các bạn lại càng yên tâm ở việc là chúng ta có thể quảng bá hình ảnh của mình. Bởi vì sản phẩm Cosu luôn được những người nổi tiếng, những hot boy, hot girl làm đại diện, cho nên các bạn sẽ có rất nhiều hình ảnh đẹp để mà giới thiệu cho khách hàng của mình. Bên cạnh đó, khi kinh doanh mỹ phẩm online thì các bạn nên tìm hiểu thêm, tích lũy thêm kinh nghiệm của mình về những chiến lược marketing. Các bạn có thể xem trên sách, trên báo hoặc đơn giản là các bạn có thể lên những website có uy tín để xem là họ có những chiến lược marketing như thế nào. Và bí kíp ở đây là các bạn nên tìm hiểu xem đối thủ của mình có những chiến lược kinh doanh như thế nào. Từ đó thì các bạn có thể lập một kế hoạch kinh doanh cho riêng mình cũng như là những chiến lược mà chỉ mình mới có. Tiếp đến là về trang fanpage của các bạn. Các bạn nên chăm sóc cho trang fanpage của mình mỗi ngày. Và các bạn nên nhớ là chúng ta cũng đừng bao giờ chỉ đăng mỗi bài viết về sản phẩm, mà chúng ta cũng nên đăng thêm những bài viết về cách chăm sóc da như thế nào, cách làm sao để giữ dáng cho đẹp nè. Bởi vì chị em phụ nữ thì luôn luôn quan tâm về những vấn đề này. Và khi mà các bạn đã có những bài viết đúng ý của họ thì chắc chắn là họ sẽ chia sẻ những bài viết này về trang cá nhân của họ. Đây cũng là một cách khiến cho lực tương tác trong trang fanpage của các bạn tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, hàng tuần thì các bạn nên tổ chức những mini game nho nhỏ và tặng quà là mỹ phẩm. Sơn Thảo thấy là đây cũng là một cách mà khiến cho lượt tương tác Facebook của các bạn tăng lên rõ rệt chỉ trong vài tuần mà thôi. Sắc Ma đã từng nói là điều quan trọng không phải là tiền mà là những người có cùng ý tưởng. Vậy thì các bạn đang xem clip này có lẽ là các bạn cũng đã quan tâm đến việc kinh doanh mỹ phẩm online rồi phải không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không biến ước mơ đó trở thành hiện thực? Và ông cũng đã từng nói là khi muốn có một sự nghiệp kinh doanh thành công thì điều quan trọng ở đây là các bạn phải có một team tốt. Và các bạn đừng quan trọng ở việc là chọn người giỏi nhất mà chúng ta phải chọn người phù hợp. Vậy thì các bạn ơi, các bạn hãy về với đội của Sơn Thảo cũng như là đội của Cosu. Chúng tôi sẽ định hướng cho các bạn cách tốt nhất để kinh doanh mỹ phẩm online hiệu quả nhé. Và các bạn cũng nên nhớ là không có con đường kinh doanh nào mà trải đầy hoa hồng cho chúng ta cả. Bất kỳ một công việc nào cũng mang lại khó khăn. Và không có một công việc nào thành công mà ngày hôm nay chúng ta kinh doanh thì ngày mai chúng ta lại gặt được kết quả cả. Tất cả đều có quá trình. Hy vọng là những chia sẻ hữu ích ngày hôm nay sẽ giúp cho việc kinh doanh mỹ phẩm online của các bạn trở nên đơn giản hơn và thuận tiện hơn. Và chúc các bạn thành công. Bye bye!